quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Cả showbiz mấy ai sung sướng bằng Tuấn Hưng đi diễn khuya có vợ hot girl tháp tùng trên siêu xe trị giá 16 tỷ. Thật không ngoa khi nói nam ca sĩ Tuấn Hưng là ông chồng số hữu nhất showbiz Việt. Sau 6 năm về chung một nhà, cuộc hôn nhân của Tuấn Hưng và Hương Baby vẫn vô cùng hạnh phúc. Họ có với nhau ba nhóc tỳ, sở hữu nhiều bất động sản cũng như siêu xe đắt đỏ. Dù hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng cuộc sống thường ngày của gia đình này luôn khiến dư luận hết sức quan tâm và chú ý. Mới đây Tuấn Hưng chia sẻ lại khoảnh khắc được vợ tháp tùng về sau khi đi diễn. Nam ca sĩ liên tục ghẹo vợ làm cô phải bật cười và nhận xét, nghe như giọng ngày xưa tán nhau. Theo đó, hai vợ chồng nhà Tuấn Hưng vừa diễn xong một show diễn, nhưng vì anh chàng say quá nên phải nhờ bà xã trở về. Sau khi xem clip này, ai nấy đều dành lời khen cho hai vợ chồng vì độ tình cảm ngọt ngào, khó ai sánh bằng. Nói về ông xã soái cao của mình, Hương Baby từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng Tuấn Hưng là người rất yêu thương, quan tâm và lắng nghe vợ. Dù trải qua 3 lần sinh nở, bà xã Tuấn Hưng vẫn xinh đẹp như gái đôi mươi. Cặp đôi không ngừng ngại thể hiện cử chỉ tình cảm dành cho nhau. Trước đó vào tháng 10, 2018, chiếc xe Ferrari trị giá 16 tỷ đồng của Tuấn Hưng gặp tai nạn ở Việt Trì, Phú Thọ, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Thời điểm đó, giọng ca nắm lấy tay anh đã nhanh chóng chấn an người hâm mộ và cho biết bản thân không gặp phải vấn đề gì.